Xin chào tất cả các bác. Và ngày hôm nay em đang có mặt tại Mark Home Thanh Hóa, một trụ sở mới và đang trong quá trình hoàn thiện và để xây dựng. Và nơi này sẽ là cũng là nơi tập kết vật tư, vật liệu và do Mark Home nghiên cứu và sản xuất. Và còn ngày hôm nay thì theo số ngày hôm nay thì sẽ nhận được một lịch là sẽ đi giao vật tư đến một chương trình. Đó là nhà anh Thạo có địa chỉ tại Hà Trung Thanh Hóa. Và như là ngoài ấy, việc vấn đề kiểm tra công trình về chất lượng công trình. Và trước khi giao đến chân công trình thì sẽ là kiểm tra chất lượng một lượt nữa để giao đến công trình, để trong quá trình sau này mình thi công thì tránh tình trạng mà về vấn đề vật tư, vật liệu là không đảm bảo chất lượng. Đấy, thì bây giờ xin mời các bác theo chân em vào trong kho để kiểm tra lại một lượt. Vâng, và đây các bác có thể thấy là đây sẽ là kho để tập kết vật tư, vật liệu này, như sơn bả này và những thiết bị vệ sinh, mặt hạt công tắc và đèn chiếu sáng. Và hiện tại bên tay phải em đây là đang trong quá trình mình lên màu cho sơn. Đấy, tại vì như là trước khi đem sơn đến một công trình thì bây giờ là phải kiểm soát từ chủng loại vật tư này, xem đảm bảo hay chưa này. Và như là sơn ngoại thất là sơn nội thất, và như là cũng như là màu sơn. Đấy, màu sơn là cho đảm bảo. Đây là bên em cũng phải trang bị những máy pha sơn như này thì trong quá trình để đảm bảo về màu, màu sắc sau này được tốt hơn, đẹp hơn. Và bây giờ ngày hôm nay thì mình đang pha những màu gì anh nhỉ? Bóng ngoại thất, sơn bóng nội thất này. Vâng. Đi giao cho công trình Hà Trung. Vâng vâng. Vâng, các bác có thể thấy là bây giờ là bên em đang đây là máy pha sơn này, và đây sẽ là máy lắc để cho màu trong sơn được hòa trộn một cách tỉ mỉ hơn, đẹp hơn. Vâng, và hiện tại đây là sẽ là những cái bộ vật tư như bộ phụ kiện 6 món này, và những cái phần đằng sau là sẽ là gương LED cũng như là cây sen, là những cái thiết bị vệ sinh. Đây đây hiện tại trên tay em đây là đang cầm một cái vòi của lavabo. Về những vật tư bên này thì bên em sẽ là trực tiếp nghiên cứu và sản xuất. Đấy, về đảm bảo về chất lượng, và như là bên em sẽ là có những cái cam kết về chất lượng và cũng như là cơ chế bảo hành sau này. Khi những đơn vị mà bên em thi công nhận gói cũng như là những gia đình mà bên em thiết kế mà sử dụng vật tư bên em là sẽ có những ưu đãi rất là tốt. Đây, các bác có thể thấy này. Đây, trên tay em đây là sẽ là một cái vòi lavabo. Đây các bác, tại vì sao các bác thấy cái màu ánh đồng này? Tại vì bây giờ hiện tại là trong cái bề ruột này là sẽ là như là đúc bằng đồng nguyên khối. Đấy, các bác có thể thấy này, đồng nguyên khối. Mà bây giờ là như đây là sẽ là phủ một lớp sơn màu đen mờ, là như này là để tránh tình trạng sau này mà đọng nước. Khi trong quá trình mình sử dụng mà đọng nước thì hay có hiện tượng là ố váng ở trên bề mặt này. Đấy, trên đây cũng là được mạ một lớp chrome màu đồng luôn. Đấy, đây là thương hiệu bên em, Mark Home Group. Bây giờ cầm bên tay rất là chắc chắn rồi. Và như là cơ chế bảo hành sau này là như là nếu mà bây giờ quý vị mà thiết kế và cũng như là thi công nhận gói bên em thì khi sử dụng vật tư bên em thì sẽ được đồng bộ bảo hành cơ chế từ 5 đến 10 năm, có khi lên tới là 15 năm. Và bây giờ là em sẽ là tiếp tục giới thiệu với các bác là đây sẽ là một bộ phụ kiện 6 món. Bộ phụ kiện 6 món này là như là không thể thiếu trong một nhà vệ sinh rồi. Đấy, nhà vệ sinh của mình là bây giờ là gồm những thiết bị vệ sinh thường xuyên sử dụng rồi, nhưng mà vẫn phải sử dụng những cái phụ kiện này để trong quá trình mình sử dụng là được tối ưu hơn. Và đây sẽ là bộ phụ kiện 6 món. Đây chính là trên tay em đang cầm đây sẽ là coi như là cái móc để khăn tắm. Đấy, thì bây giờ là đối với bên em là sẽ là sử dụng chất liệu là sẽ là bằng inox, tránh tình trạng mà sau này mình sử dụng là hay bị gì, tại vì trong lượng trong nước, trong lượng nước trong nhà vệ sinh rất là nhiều. Đấy, thì bây giờ là bên em sẽ sử dụng chất liệu bằng inox. Và đây sẽ là một cái móc treo quần áo. Đấy, các bác có thể thấy này, chất lượng này là như là bằng inox và rất là bóng. Và tiếp tục trong bộ phụ kiện 6 món này sẽ là kệ kính. Đây, cái kính này cũng tất cả các bậc chân để gắn vào tường thì cũng sử dụng bằng chất liệu bằng inox này. Và đây sẽ là kính. Kính này sẽ là kính cường lực các bác nhá. Đấy, rất là đảm bảo chắc chắn. Tiếp tục đây là sẽ là một bộ cốc.
Một bộ cốc phụ kiện này là sẽ là cốc để sử dụng mà trong quá trình mình vệ sinh đánh răng, và cũng như đây một kệ cũng là bằng inox luôn. Thì bây giờ các bác có thể thấy là trên thị trường là hay có những cái kệ mà bằng thép mạ hoặc là những bằng nhựa thì như là độ bền nó không được cao đấy, nhưng bây giờ bên em sẽ là trang bị những cái vật dụng bằng inox như này thì về trong quá trình sử dụng lâu dài thì nó sẽ là tối ưu hơn. Đây về hiện tại trên tay em là sẽ là như là một cái để móc giấy giấy vệ sinh, cũng sử dụng bằng bằng inox luôn. Và tất cả thiết bị bên Mac Home sản xuất là sẽ là như là sẽ có logo Mac Home như này. Và đây sẽ là một bộ phụ kiện cuối cùng trong cái bộ phụ kiện 6 món này. Đây, đây chính là một cái để kệ của xà phòng. Xà phòng cũng như là như sử dụng mình hay sử dụng là Lifebuoy ấy, những cái cục xà bông. Đấy, cũng là bằng chất liệu inox. Về chất lượng mẫu mã thì như là không thể chê vào đâu được, nhưng mà phải cái tối ưu nhất là bây giờ là vẫn là chú trọng nhất là chất lượng của sản phẩm và cũng như là cơ chế bảo hành sau này. Đấy, thì bên em để một cái là rất là tối ưu nhất cho người sử dụng. Vâng, và đây sẽ là những cái bộ phụ kiện 6 món này. Và trong phía trong này thì sẽ có như đây các bác có thể thấy là đây sẽ có bịch này. Bịch của thương hiệu Mac Home luôn. Đấy, cũng như đây là gương LED. Gương LED này có rất nhiều chế độ là cũng như là chiếu sáng này, chiếu sáng đổi màu này, và cũng như là sẽ là có chế độ sấy kính. Sấy kính là để tránh tình trạng mà trong quá trình sử dụng là hay có hơi nước đọng lại trên bề mặt kính thì gây cảm giác khó chịu cho người sử dụng. Thì bên em có cả chế độ sấy kính luôn. Và trong phía bên này thì có cả bồn tắm này, rồi những cái cây sen. Và đây trong vali này thì sẽ là như là những cái mẫu sản phẩm bên em là sẽ là mặt hạt công tắc và cũng là ổ cắm. Đây các bác có thể thấy này. Thì bây giờ là đối với thị trường hiện tại ấy, thì là bây giờ là sẽ là hay sử dụng là mặt hạt mặt chữ nhật, là cũng như là những cái mặt mà sẽ là cũng như là mẫu mã thì như là đối với đợt trước thì là rất hiện đại, nhưng mà tại thời điểm bây giờ là cái đó là cũng là sử dụng rất là lâu rồi. Và như bên em sẽ là thiết kế một cái cách đột phá hơn là mình sẽ sử dụng là mặt vuông. Đấy, mặt vuông thì bây giờ là có rất nhiều màu. Đấy, để cho quý vị và các khách hàng để đến trực tiếp tham quan cũng như trải nghiệm và cũng để sau này để triển khai cho một công trình của nhà mình. Đấy, đây sẽ là mặt hạt này. Về độ chắc chắn thì rất là cao, cũng như là thiết kế bên ngoài này rất là sang trọng, có viền mạ chrome. Thì về thiết bị điện với anh em thì là bây giờ là có mặt hạt công tắc này, ổ cắm, cũng như là đèn chiếu sáng đổi màu này. Đấy, thì như là những cái vật liệu hoàn thiện bên em là có rất là nhiều. Đấy, nên bây giờ là quý vị mà có nhu cầu thiết kế và thi công nhận gói sẽ liên hệ với bên em để nhận được về giá này, cũng như chất lượng được đảm bảo này, và cũng như cơ chế bảo hành sau này được lâu dài hơn. Và bây giờ với chuyên mục ngày hôm nay thì mình sẽ là đi giao vật tư cho một công trình là đang trong quá trình là sơn bả. Và đến đó thì trước khi mà em giao vật tư sơn bả thì em cũng phải kiểm tra lại một lượt lại nữa là xem bề mặt tường này, cũng như độ ẩm của tường xem nó đạt chuẩn hay chưa. Và như là trước khi mình thi công sơn bả thì mình phải kiểm tra những công tác đó. Đấy, để sau này tránh tình trạng mà bị bong chóc sơn. Đấy. Vâng, và bây giờ là xin giới thiệu với các bác là bây giờ là em đang đến tại công trình của nhà anh Thạo, và bên phải đây là chính là chủ đầu tư là anh Thạo. Em chào anh. Vâng, và đây là anh Hoàng là kỹ thuật chịu nhiệm chính tại nhà anh Thạo này. Vâng, chào anh. Chào anh. Vâng, thì ngày hôm nay là kết hợp cho công tác kiểm tra mà nghiệm thu trước khi đi vào phần sân bả,
thì ngày hôm nay kết hợp luôn là sẽ là như là giao vật tư cho gia đình anh Thảo. Thì vâng anh Thảo, thì anh tính tại thời điểm bây giờ là cũng nhà mình là anh có cảm thấy là như thế nào? Vâng, em thì xin chào tất cả mọi người, thì em thấy rất hài lòng về cái tiến độ với lại đội ngũ của thợ đấy, các thứ xây cũng tương đối là chắc chắn là đảm bảo kỹ thuật ạ. Dạ vâng. Dạ. Vâng, thì ngày hôm nay thì em xuống đây là sẽ là cái đầu tiên là em sẽ kiểm tra về bề mặt cát này, hay xem nó đảm bảo hay chưa này. Cái thứ hai là em sẽ kiểm tra xem mà độ ẩm đạt chưa. Tại vì ngày hôm nay ấy, là em sẽ kết hợp là giao những bột bả này, và cũng như là sơn, đấy, sơn nội thất cũng như sơn nội thất, đấy, để kiểm tra xem nó đạt chưa. Ví dụ chỗ nào mà đang hạt to hoặc là chỗ nào mà đang còn gồ ghề, mặt đang còn sần sùi trước khi mình vào thi công. Cái nhất, cái thứ hai ấy, là độ ẩm sẽ đạt hay chưa để mình, khi mình thi công sơn thì tránh tình trạng sẽ bong chóc sau này nhé. Vâng, vâng. Thì anh Hoàng là tính ra tại điểm bây giờ là mình là chát xong là được bao tầm bao lâu rồi? Hiện tại thì sau khi hoàn thiện được cái hạng mục chát là rơi vào khoảng tầm 3 tuần rồi. 3 tuần. Vâng. 3 tuần, còn trong thời gian đấy là mình đã hoàn thiện hạng mục ốp lát các thứ rồi. Vâng. Hiện tại là chỉ đợi thời tiết nó đẹp lên một tí, hỗ trợ thêm một tí là có thể hoàn thiện các hạng mục tiếp theo. Vâng. Thì ngày hôm nay thì là hôm nay là một ngày mưa, thì bây giờ là hiện tại là bây giờ là em sẽ đo độ ẩm của tường này. Đây Hoàng nhá. Được. Thì bây giờ là mình sẽ là đo độ ẩm của tường này. Đây, vâng, bây giờ hiện tại là đang độ ẩm đang rất là cao anh này. Thì bây giờ là anh sẽ là cân đối về mặt thời tiết đấy. Thì xem nó đã ví dụ như trời nắng rồi một tầm 2-3 hôm và 3 hôm gì đó mình phải kiểm tra lại một lượt. Được. Đấy, trước khi mình đưa vào sơn bả, tránh tình trạng là bong chóc với cả bị ẩm tường thì rất dễ bị bong sơn. Được. Đấy, vâng. Vâng, thì bây giờ là mình kiểm tra từng chỗ một với cả xem bề mặt đã đạt hay chưa. Đấy, thì độ ẩm bây giờ hiện tại chưa được rồi. Đấy, bây giờ trước mắt ngày hôm nay thì mình sẽ là tập kết vật tư trước này. Đấy, tập kết vật tư rồi sau đó mình chờ thời gian với cả nhiệt độ cho đảm bảo thì mình sơn. Chứ bây giờ nhiều lúc là mình vội quá thì cũng như là sau này nó ảnh hưởng rất là nhiều. Vâng. Đây này, bề mặt tường là như là có kỹ thuật tại công trình thì giám sát này. Đây các bác có thể thấy là đây là tường này, tính ra mình bây giờ là chắc rất là nhẵn rồi. Nhưng mà bây giờ là cái nhược điểm là như này này, tại vì bây giờ là tại khu vực này cát rất là to. Vâng. Đấy, nên bề mặt là có vẻ là hơi sạn một chút, nhưng mà bây giờ là trước khi mình vào bả thì mình cũng phải là xá lại một lượt để cho như là mất hết những hạt cát to ở ngay bề mặt này. Dạ vâng. Sau khi vào cái giai đoạn sơn thì chắc chắn là thợ sẽ phải mài kỹ anh ạ. Rồi, thợ phải mài kỹ. Toàn bộ các khu vực tường của mình thì đều được đắp mốc, kiểm tra vuông trước khi thi công. Trước khi vào giai đoạn chát, đắp mốc và các vị trí giáp lai của ổ điện hay là bê tông với tường đều có dán lưới mắt cáo đầy đủ để đảm bảo chống nứt sau này. Đây gần như là bức tường nào thì bây giờ là do cái vật do vật tư của tại khu vực. Đấy, nên bây giờ là đang bề mặt đang hơi sần chút thôi. Nhưng cũng chưa gặp vấn đề gì cả. Đây là do cát. Đây có cát to. Do cát to rồi. Rồi gắn mốc đấy. Đây bề mặt chắc là các bức thước là rất đảm bảo các bác nhé. Đấy, tại vì bây giờ là tại vì sao mà bây giờ là một công trình có đảm bảo hay không là như là cũng yếu tố tác động rất là quan trọng, nhất là kỹ thuật. Là kỹ thuật tại công trình là như là bám sát thợ này, cái nhất là cái thứ hai điều phối thợ và như là chỉ tay bảo việc là như là các bác thợ là làm rất là chuẩn. Thì là như bề mặt đây là sau này là mình sẽ là như là phải chắn mạch hết nhá. Vâng. Vâng. Khi hoàn thiện sẽ có keo cho chắn mạch. Bây giờ là đây bây giờ đang ke này, các bác có thể thấy này, khi mình ốp lát mà mình sử dụng ke gần như là các mạch rất đều nhau, toàn bộ đều sử dụng ke cân bằng với ke chữ thập để lấy mạch. Vâng. Đây là sau này sẽ là lắp tất hết toàn bộ là mặt hàng công tác là của Macom hết. Vâng, toàn bộ đang sử dụng thiết bị điện là của Macom này, từ phần âm đế âm cho đến sau này là phần mặt công tắc và ổ cắm hay là những cái thiết bị đèn rồi thiết bị vệ sinh sẽ là sử dụng của bên Macom. Gần như là anh Thao là sẽ là sử dụng chắc chắn đấy. Dạ vâng, vì điều kiện của yêu cầu của bên chủ đầu tư thì nhà gác lửng thôi, nhưng là chiều cao tầng nó sẽ không cao, không cao nên là sẽ thống nhất là chắc chắn. Và bây giờ là đây là tốt tay nghề tốt hay không là như là kỹ thuật chắc chắn đúng không anh? Vâng. Thực ra thì công trình nào cũng sẽ có một vài cái vấn đề thôi, nhưng mà quan trọng là mình xử lý, mình phát hiện ra và mình xử lý trước khi bàn giao cho chủ đầu tư. Dạ.
đây cũng là ốp lát hết rồi. Vâng. Mảnh rất là đều. Toàn bộ phần ống này ở trên sau này sẽ được đóng trần thả đây. Đây là, như đây các bác có thể thấy là vâng. Sau này đây là bắn trần để che phần ống này. Vâng. Đây. Với cái nhà này là diện tích bao nhiêu anh nhỉ? Nhà này là diện tích là 5x18 anh ạ. 5x18. 5x18 một phần hè thêm 1 mét nữa. Nên bây giờ anh mình lên qua khu vực tầng 2 đi để xem kiểm tra những cái tầng 2 nào mà đang còn chưa đảm bảo hoặc là đang hiện tượng nứt hoặc ổ thì mình phải xử lý luôn ngay để như là trước khi mình vào sân bãi. Cẩn thận anh nhé, trơn đấy. Đang có cái phần thu nước ở trong nó không có được trơn. Đây là như móng nhà này thì như là chiều cao trần không được cao lắm. Vâng, như nhà này là nhà gác lửng nên là chiều cao của hai tầng mỗi tầng là 3 mét. Tổng chiều cao của tầng là 6 mét. 6 mét. Nhà là 6 mét. Nhưng mà theo lối thiết kế như bên mình là đây là như là sẽ là như là làm thông tầng. Đấy là như là không gian của phòng khách sau này là rất là thoáng này. Dạ vâng. Đấy, như là không tạo cái cảm giác bí. Dạ vâng. Anh như về mặt tường đấy cũng vậy này. Nhưng mà về nước chát thì không thể chê vào đâu rồi các bác. Nhưng mà bây giờ là vật tư cát là như này thì sau này cứ xả đi phát là bả là rất là nhẵn. Ừ. Chát rất là đẹp. Chung về độ phẳng thì có thể đảm bảo tuyệt đối, đảm bảo là phẳng. Chỉ có độ nhẵn và độ mịn thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái vấn đề là vật tư hoặc là tay nghề của bên thợ. Thì cái đấy mình có thể xử lý được bằng cái phần hạng mục sơn bã. Như vậy mặt đấy cắt rất là tốt. Đây từ đây ra ngoài kia này. Tóc cạnh rất là tốt. Okay. Tầng 2 đây có vẻ ẩm hơn. Vâng, tầng 2 thì không có cái nhà bên cạnh nó che chắn thì chắc chắn nó sẽ ẩm. Để xuống đây không? Anh chị Sơn ở giáp nhà, giáp danh. Như đang trên khu vực tầng 2 này đang độ ẩm rất là cao. Đã như là đoạn giáp danh hai nhà không ai che chắn này. Tường sau này sẽ có một cái biện pháp làm một cái tấm nóc ở trên để ngăn nước vào giữa khe giữa hai nhà để chống thấm. Thì như là bây giờ là đối với nhà lô phố thì tất nhiên cái đoạn giáp danh rất là nhạy cảm đây. Không thể tránh được anh ạ. Tuần này tất cả như là đây là do yếu tố mà mấy ngày hôm nay mưa rất là nhiều ấy. Vâng. Ở Thanh Hóa thì hiện tại mưa cũng được 2 tuần rồi. Từ lúc xong bão đến giờ gần như là công việc cũng bị đình trệ. Đây là đang còn trong nhà mà đang giữ giao động từ 24, 25 đây. Thế bây giờ ngoài trời đang bao mấy. Vâng, đây là máy đo ẩm. Tại vì bây giờ trước khi mình sơn thì phải đạt độ ẩm từ 10% đến 16%. Đấy thì tại vì bây giờ là nếu mà tường ẩm quá hoặc là tường khô quá dưới 10% á, thì bây giờ là hay hiện tượng nổ bong bóng. Là nó hút nước nhanh là nó hay nổ bóng xuôi bề mặt. Và đấy đúng rồi, lăn tan đấy. Thì là đó là khô quá. Còn nếu mà ẩm quá là bắt lăn vào thì bề mặt sơn nó cũng bám vào được. Đấy nó tạo một cái lớp nó trượt, nó có nước. Thì nó tách lớp, phân lớp. Đấy thì nó rất là dễ hay bị trượt. Nếu mà khô quá thì cũng rất là nguy hiểm. Là bây giờ là nó sẽ nổ bề mặt đây này, nó bề mặt nổ bóng bóng, lăn tan. Thế nên bây giờ là cái độ ẩm mình phải kiểm soát, chứ không kiểm soát là hay sau này là nổ xong thì lúc đó mình là phải mất công xả đi, đánh lại là sơn lại một lần nữa. Đây anh em mình xuống dưới xem vật tư tập kết đâu. Vâng, đây các bác có thể thấy này, thì vật tư đây là sẽ là bột bả. Mình đang tập kết đây rồi. Thì như là đối với nhà anh Thạo thì sẽ là sử dụng bột bả cho nội thất. Dạ vâng. Vâng. Đấy thì như là bột bả này sẽ là như là để tạo bề mặt phẳng này. Thế cũng như là để trong khi lăn sơn để tạo cái độ phẳng mịn chân chu hơn khi lăn. Thì trong trình anh sử dụng tất cả vật tư Mắc Hôm thì anh có cảm thấy như nào anh ạ? Cho hiện tại thì em đang sử dụng những cái vật tư của Mắc Hôm như là bột bả, sơn hay là cái phần thiết bị điện chẳng hạn, em thấy chất lượng tốt. Đúng. Gần như là không thua kém gì các nhãn hiệu trên thị trường cả. À, vâng, vâng. Anh Thọ, anh cho em hỏi một chút câu ạ. Nhờ cô duyên đâu mà anh lại biết đến Mắc Hôm anh em? Dạ vâng, em thì cũng
theo dõi qua điện thoại, qua bên TikTok và một số các phương tiện khác, nên là em biết là từ về bên đối với công ty mình thiết kế là thi công đoạn gói, nhưng mà em đã liên hệ với công ty đánh úp cho. Vâng, thì như lần này thì anh xây nhà sẽ gặp những cái vật tư này cũng như là thiết bị bột bả sơn thứ là của bên em sản xuất và phân phối và như là cung cấp cho gia đình nhà mình ấy. Thì anh đã bao giờ mà anh nghe đến vật tư Mắc Hôm em chưa? Dạ, em cũng đây là lần đầu tiên nghe qua nên là em cũng chưa chưa tham khảo nhiều, nên là đây là hôm trước là bên công ty có bảo là về bên sản xuất cả sơn bả với các thứ đầy đủ, nên là em sử dụng toàn bộ vật tư của Mắc Hôm đã. Vâng, thì bây giờ là khi mà anh sử dụng vật tư Mắc Hôm ấy, với cả như là khi anh thiết kế và thi công gói với em ấy, thì là vật tư là sẽ là được cái cơ chế bảo hành đấy, với cả cơ chế bảo hành đồng bộ cả ngôi nhà, thử kết cấu này cho đến vật tư, vật liệu, chủng loại thứ là đầy đủ hết. Vâng, thì anh cũng không phải lo về vấn đề về chất lượng, tại vì bây giờ là sau này mình cũng trong quá trình mình sử dụng là có cả cơ chế bảo hành nên anh cũng không phải lo. Vâng. Vâng, và sau quá trình mình kiểm tra bề mặt tường này cũng như là độ ẩm của tường xem nó đạt chuẩn hay chưa, thì tại thời điểm bây giờ đang trời đang mưa anh Đạo nhá. Tại vì em kiểm tra thì trời mưa như này độ ẩm nó đang rất là cao, thì mình chưa thể sơn nhanh ngay được đâu. Nên bây giờ là đề nghị anh Hoàng là sẽ là kiểm tra chất lượng công trình này, là anh kiểm soát về mặt thời gian cũng như thời tiết. Đấy, thì một cái thứ nhất là chất lượng là cái yêu cầu đầu tiên. Cái thứ hai là như là cũng phải đảm bảo tiến độ, tại vì bây giờ là nhiều lúc mà chậm quá thì cũng như là cũng gây ảnh hưởng đến chủ đầu tư. Đấy, thì bây giờ anh chú ý như là đôn đốc anh em cũng như là kiểm soát về mặt chất lượng anh nhá. Vâng. Và ngày hôm nay thì cũng đã xong công tác kiểm tra, và xin chào và hẹn gặp lại.